Rồi. Hôm nay mình sẽ học qua phần mình sẽ học phần lý thuyết. Hôm nay mình sẽ học phần lý thuyết về speaking, một cái chủ đề mới. Reading. Hôm nay lý thuyết trước nha. Lý thuyết để các em nắm được nội dung và cách làm trước. Rồi cái thứ tư á, là sẽ có cái phần thực hành, thì lúc đó thầy sẽ chỉ cách thực hành á. Hôm nay thì chưa thực hành nha các em. Hôm nay cái reading của đầu tháng thầy sẽ hướng dẫn cái chủ đề mới và cũng là lý thuyết mới luôn để áp dụng cho phần của hội đồng thi. Mình nắm lý thuyết trước nha. Còn cái phần từ vựng thì thầy có hồi nãy thầy có gỡ sẵn nha, thầy chưa kịp tổng hợp hết, thành ra thầy sẽ gỡ sẵn ở đây. Rồi thầy gỡ sẵn ở đây, có gì cái này thì thầy sẽ tổng hợp lại vô trong cái phần sách cho các em. À, cái này có trong cuốn sách chứ, cái này có trong file sách luôn nhé. Thầy sẽ chỉ cái trang lại ha. Còn hồi nãy còn thầy copy lại để cho các em dễ quan sát một xíu. Rồi, chưa ha. Tổng quát nè. Speaking test của mình tại hội đồng thi Pre-Council hoặc IDB, nói chung là hội đồng thi chính thức á, là các em sẽ thi tổng 15 phút. 5 phút cho phần 1 với số câu khoảng 4 cho đến 5 câu hoặc là 6 câu tùy cái phần trả lời của em, nhưng mà dao động trong khoảng 4 đến 6 câu là nhiều. Và các em sẽ thi đủ 3 phần nha. Phần 1 là tương ứng với lại giao tiếp. Phần 1 là tương ứng với lại giao tiếp nha các em. Phần 1 là tương với lại giao tiếp nha. Cho nên phần này sẽ nói câu rất ngắn gọn và đơn giản, không phức tạp nha. Sau này các em học từ từ em sẽ hiểu vấn đề là IELTS speaking. Cả phần writing hôm bữa thầy hướng dẫn không khó nghe các em. Thực tế không khó nếu em làm đúng theo cái chuẩn của hội đồng thi, là em làm đúng vấn đề. Họ sẽ chấm điểm đúng theo cái tiêu chuẩn, thành ra là nó sẽ không khó như em nghĩ. Chứ em làm phức tạp mà nó không có vô tiêu chuẩn cũng vậy à. Rồi. Phần 2 đó là phần 1, còn phần 2 là thuyết trình ha. Thì phần 2 thì cũng sẽ nói sao. Tới phần đã học thì sẽ nói sao. Và nó sẽ diễn ra trong 3 phút, 1 phút chuẩn bị và 2 phút nói. Và phần 3, phần cuối cùng là debate, bàn luận á. Cũng khoảng 4 cho đến 6 câu tùy. Và nó sẽ đánh sâu câu hỏi, nó sẽ dài hơn và đánh sâu vô cái phần 2 của mình. Thực tế là em thi sẽ là phần 1 khác chủ đề so với phần 2, 3 nhé. Rồi, nhưng mà cách học của mình sẽ học phần 1 rồi qua phần 3. Thực tế ra là khi em thầy sẽ hướng dẫn các em là phần 1 sẽ nắm 50% hơn cách trả lời cho phần 3 rồi. Vì vậy là mình phải từ từ phần đầu mình nắm kỹ luôn ha. Thầy sẽ tóm gọn cách trả lời luôn để mình áp dụng giữa phần 1 và phần 3, cách trả lời nha các em, cách trả lời nha. Và trong quá trình học thì thầy sẽ cho chung chủ đề cả 3 phần luôn để cho em học cho nó dễ. Ha. Đây là cái file sách mà thầy gửi cho các em, là cái file sách á, thì nó sẽ bao gồm cái mấy trang đầu. Nói chung ở đây không phải học theo trang nhé, mà thầy sẽ học theo topic. Là cái phần đầu nó cũng có topic, nó giống, nó là của hội đồng giám khảo. Còn đây là của giám khảo sơ minh, giám khảo mà làm phần writing của mình á. À, thì nói chung là mình học của giám khảo hết. Mình sẽ tập trung vô những cái phần này. Rồi, còn yếu tố chấm điểm như thế nào đó trong quá trình hướng dẫn thầy sẽ chỉ kỹ và các em bám sát thì cái đó nha. Rồi hôm nay là mình sẽ đi đầu tiên cái phần part 1. À, part 1 nè, part 1. Chủ đề reading. Đây là chủ đề giống như chủ đề books and film. Một số bạn có biết chủ đề này, book and film. Nói chung là chủ đề của speaking thường dễ bị trùng lắm, thường dễ bị trùng. Thực tế là họ vẫn có thể cho mình bị trùng từ hoàn toàn cho đến một phần câu hỏi. Bởi vì thực tế khi các em dù nó có trúng câu hỏi, nhưng mà quan trọng lúc em trả lời nó bao gồm cả phát âm, nội dung lẫn từ vựng em sử dụng để em thể hiện. Cái khó chịu nhất vẫn là cái phát âm. Thì thành ra là dù có trúng các em vẫn không thể nào bằng nhau số điểm cao được. À, cho nên nó sẽ nghiêng về luyện tập nhiều. Phần này mình sẽ đánh mạnh về thực hành nhé. Và cách học của mình cũng như vậy, là sẽ học kiểu trả lời chung để áp dụng cho các dạng còn lại, giống như writing của thầy vậy đó. Và phần này thậm chí nó còn dễ hơn. Speaking thầy sẽ đi đúng theo cái chuẩn của giám khảo đã có dặn
dặn trước và hướng dẫn cách làm như thế nào đó. Từng phần thầy sẽ nói, từng phần thầy sẽ nói, mình sẽ bám sát cả tiêu chuẩn của hội đồng thi với lại kiến thức luôn, nghĩa là mình sẽ đi đúng ý tưởng và xoáy sâu vào vấn đề chứ không có nói lan man, gọn thôi, nói cực kỳ gọn, từ vựng xài đúng chỗ giống như phần writing ha. Nhưng mà phần này chắc chắn nó dễ hơn rất nhiều, tại vì 60, tại vì cái phần phát âm nó sẽ đánh giá rất là cao ở phần phát âm, thì thầy sẽ cho cái phần phát âm và nội dung là 60% số điểm. Đúng rồi, nội dung phát âm sẽ đi chung, thầy sẽ tính chung là 60% số điểm nha, 60 đến 70% số điểm nha, theo kinh nghiệm. Vậy đúng rồi, em dù em phát âm tốt mà trả lời lạc đề cũng như không à. Mà em trả lời đúng ý nhưng mà em phát âm không chuẩn hay là em nói sai, ngập ngừng gì đó, và là giám khảo không hiểu được ý của mình nói, cũng giống như lạc đề đó. Cho nên hai phần này thầy sẽ tính nó là 60 đến 70% và hai phần này sẽ xoáy sâu vô. 20% còn lại là từ vựng. Từ vựng sẽ đi chung với ý tưởng. Ý tưởng em tốt thì nó sẽ ảnh hưởng theo từ vựng giống như phần writing ha. Và một cái nữa chắc chắn phải là phát âm nữa. Em nói phát âm không tốt thì họ không nghe được từ vựng nó từ gì. Thì cái cách phát âm như thế nào đó trong quá trình hướng dẫn thầy cũng sẽ chỉ luôn. Và phần này thầy sẽ luyện tập cho các em nhiều nhất. Và cũng yêu cầu các em phải nộp bài và tăng cường phần tập phát âm nhiều. Còn nội dung thầy khuyên thầy sẽ đi một hướng dễ và các em cứ bám sát theo đó. Dù em có nắm giỏi hay em nắm tốt như thế nào đó, ráng làm gọn nội dung cho thầy thôi. Làm gọn nội dung, đơn giản hóa vấn đề. Chính vấn đề càng clear, càng rõ ràng càng tốt. Đừng nói dài dòng, càng rõ ràng càng tốt. Nhấn mạnh ý tưởng và từ vựng. Chuyên chủ đề, thay vì em suy nghĩ nhiều, đúng không? Tập trung thời gian đó, ráng tập trung vô phát triển cái từ vựng đúng chỗ cho thầy. Giống như cái phần writing thầy đã làm. Rồi ha, thôi để thầy vô, thầy sẽ hướng dẫn từ từ lại cho các em dễ hình dung. Rồi, phần 1 ha. Đây là phần tương đương như giao tiếp thôi. Chứ không bao giờ nó cũng là phần thi nhưng mà tương đương với như giao tiếp. Không có tính mấy cái, thường là bắt đầu vô là giám khảo sẽ hỏi tên của các em đúng không? Hỏi tên rồi xin số ID rồi cảm thấy như thế nào. Thực ra là câu đó là khởi động nha, chưa liên quan nha. Khi bắt đầu vô phần 1 là ổng nói là let's get started hay là bắt đầu vô một cái chủ đề mới ha. À, chúng ta sẽ nói về cái gì? Đó, ông sẽ nói cho các em biết. Để em biết là bắt đầu vô phần thi ha. Còn ban đầu thì ổng sẽ dành ra khoảng 1 phút đổ lại để mình chắc chừng mấy giây à. Tính theo giây à. Là để mình hâm nóng lại hỏi thăm này nọ để cho các em tập trung vô vấn đề ha. Đó là cái kỹ thuật của giám khảo rồi. Rồi thì nói chung thì phần 1 sẽ không khó. Nó sẽ không khó. Nhưng sẽ là cái cốt lõi để áp dụng cho phần 3. Và từ phần 3 qua phần 2 nha. Mình học là đi ngược lại xíu là 1, 3, 2. Phần 1 ngắn một giống như là một nửa của phần 3 rồi đó. Bắt đầu qua phần 3 mình áp dụng từ phần 1 mình đẩy mạnh qua. Nghĩa là thầy học theo cái dạng, thầy cho các em học theo dạng là có gợi ý luôn rồi đó. Từ phần 1 mình nắm chắc thì bắt đầu qua phần 3 mình đã nắm được 50% rồi. Mình sẽ phát triển thêm trên 50% đó. Và phần 2 là cái phần nó thuyết trình. Nó sẽ kéo dài câu thì lúc ấy là mình sẽ dựa theo cách trả lời phần 3. Cách kéo dài câu của từng câu hỏi bên phần 3 mình áp dụng qua phần 2 để mình nói vừa dài nhưng hợp lý. Vừa biết canh thời gian nữa, vừa dài vừa hợp lý, vừa biết canh thời gian để trả lời đủ câu hỏi họ yêu cầu. Ha, chứ không phải chứ đang ngắn phần 1 quá nhảy qua phần 2 các em rất là rối. Đó là kỹ thuật của thầy ha. Nói chung là thầy sẽ học theo dạng là cái này sẽ xài cho cái kia chứ không có riêng lẻ nha. Hôm nay là sẽ học lý thuyết 4 câu và từ 4 câu này thầy sẽ áp dụng qua cái phần thứ tư của mình thực hành. Bữa đó có thể 10 câu đó. Nhưng 10 câu đó đều áp dụng từ cách trả lời này qua, thành ra là các em sẽ đỡ áp lực rất là nhiều và dễ có gợi ý để mình làm câu hỏi đó như thế nào. Rồi thứ tư thầy sẽ chỉ cách thực hành. Nguyên một tuần, trong mỗi tuần em sẽ thực hành như thế nào ha, bao gồm nộp bài với tăng cường song song với phần viết của mình. Rồi mốt reading nữa ha. Rồi. Nói chung từng phần các em cứ làm theo hướng dẫn của thầy nha. Trong bản hướng dẫn thầy có chỉ nhưng mà thầy sẽ chỉ lại. Rồi, hiểu hả? Giám khảo dặn trước nè. Here are some part 1 questions with example answers. Đây là câu của giám khảo làm nha các em. Remember to keep your part 1 answer short and simple. Rất là rõ nha. Short and simple. Đơn giản thôi. Mà ngắn gọn và đơn giản, không dài.
Thì thầy gợi ý ở đây là các em sẽ bám sát câu hỏi của mình. Giám khảo hỏi gì em trả lời trực tiếp vô cho thầy. Giám khảo hỏi gì thì em trả lời trực tiếp cho thầy. Rồi, cấu trúc trả lời cho phần 1 chỉ bao gồm đơn giản là ý chính. Thầy sẽ câu trả lời phần 1 của mình khoảng 3, khoảng 2 cho đến 4 ý thôi. 4 ý là dài lắm rồi. Thì cấu trúc của nó chỉ đơn giản là đầu tiên chắc chắn em phải đưa ra một câu trả lời chính từ cái câu hỏi của mình. Chắc chắn em sẽ đưa ra câu trả lời chính từ cái câu hỏi của mình. À, rồi sau đó em sẽ tiếp nối bằng câu giải thích hoặc là ví dụ hoặc là cả hai là giải thích rồi ví dụ. Nào cũng được nghe các em. Thì bây giờ trước mắt là thầy sẽ dựa theo cái chuẩn nhất của giám khảo để hướng dẫn các em. Và chắc chắn là trong phần này có những chỗ thầy sẽ giữ lại văn phong của giám khảo là cách mà dùng từ á của người bản xứ, đặc biệt người Anh, họ xài như thế nào để mình áp dụng. Đó là những cái cụm từ vựng mình sẽ xài được cho nhiều đề. Thì thay vì em dịch như tiếng Việt thì bắt đầu có cái văn phong đó mình xài cũng là nghĩa giống tiếng Việt thôi, nhưng mà nó sẽ là cái chuẩn của họ, giống như cái cụm từ họ xài như thế nào đó, cùng một nghĩa nhưng mà cụm từ họ xài như thế nào đó để mình nhớ thay vì mình dịch thôi, đúng không? Đó, cho nên là nói chung sẽ có chỗ giữ chỗ đổi cho các em ha. Bước đầu cứ giống như phần reading, writing bữa thầy làm vậy đó, chỗ giữ chỗ đổi, vừa có gợi ý này thầy sẽ làm giống writing nhé, là sẽ có gợi ý cho các em làm, mà cái làm lúc này nộp là các em sẽ nộp cái bản recording ha, recording để thầy kiểm lại các em. Nói chung là thầy sẽ kiểm nội dung và âm luôn trên cái recording, còn writing thì nộp word thôi, không có gì hết. Nói chung sẽ giống như phần writing ở cái phần nội dung ha. Rồi bắt đầu vô nè. Do you like reading? Rất là rõ nha, không hỏi ngắn gọn. Rồi, giám khảo nói nè. Vâng, I like reading a lot. Tôi rất thích đọc. Tôi đọc rất là nhiều. Tôi rất thích đọc hay là đọc rất là nhiều. I read all sorts of things. Đọc tất cả mọi thứ, hay mọi thể loại đó. Including novels, newspapers, magazines and online articles. À, đơn giản ha, không có gì phức tạp hết. Rồi, tóm tắt lại nè. Câu hỏi hỏi rất rõ là em có thích hay là không. Đầu tiên em sẽ trả lời là em thích hay là không nha. Trả lời trực tiếp cho thầy. Thích hay là không? À, thì quên. Em đợi xíu. Để thầy ghi cái bảng ví dụ đây. Đợi xíu nha các. Em group nó để chứ thực ra là lên đâu có hết đâu. Tới cái tiết mà reading listening nhiều khi các bạn có một số bạn nắm tốt đó. Bữa đó nhiều khi có mười mấy đứa. Đồng nhất vẫn là writing với lại speaking. Mới vô vậy đó, chỉ mốt bắt đầu dán từ từ. Nhiều khi là dạng giống như bài thầy có lưu lại á, một số bạn bận và nắm rồi có thể học lại. Thầy có lưu hết nha. Chút để thầy, trong cái bản hướng dẫn của thầy, thầy có gửi là có từng bước coi lịch, nộp bài rồi học tăng cường như thế nào, làm đủ cho thầy nha. Thầy coi kỹ để làm theo đầy đủ nha các, để thầy kiểm soát. Rồi, ok. Rồi, ở đây thì thầy nhắc lại ha. Bạn thích hay không? À, thích đọc sách hay không? Thầy ví dụ đi, cái này thầy nói lại là đây là ý tưởng hoàn toàn của em nhé. Em muốn trả lời sau cũng được, quan trọng là lúc em giải thích á. Thì thầy cũng khuyên là chọn cái hướng nào dễ nhất để mình nói cho nó rành mạch và có ý tưởng và xác thực được vấn đề. Thì đối với cái phần này của thầy, thầy cũng sẽ ít nhất là cũng dù đọc ít hay nhiều cũng có một cái phần thích đọc của mình ha, dù đọc chút chút hay đọc nhiều gì đó. Rồi. Thì thầy gửi nè, đầu tiên thì nó là yes no rõ ràng nha, có nhiều bài mẫu nó không có trả lời yes no, cái đó đúng thì bản xứ là họ là chưa đúng nha, trực tiếp cho mình câu hỏi nghi vấn rất là rõ, yes no rõ ràng.
Rồi, ở đây thầy gửi nè, em sẽ nói em thích nhiều hoặc ít, hoặc là em thích đọc khi nào. Ở đây thì ông để là I like reading a lot. Em có thể là thích ít thôi cũng được, giống như yes, I like, hoặc là chữ nào đồng nghĩa với chữ like em có thể đổi lại cũng được ha. Cái này các em có thể tự đổi. I like reading a little cũng được một chút ha. Hoặc là I like reading whenever I have free time. Having free time gì cũng được ha. Hoặc là reading something, like reading something on the weekend. Hoặc là I like reading after school là sau khi đi học ha các. Rồi thì nói chung thầy gửi ha, cái này các em tự làm được nha. Em sẽ nói về em mức độ em thích hoặc là thích đọc khi nào thì được nha các em, mức độ. Rồi, đơn giản như ta ha. Thế giám khảo chỉ trả lời chính xác là a lot, rất là nhiều thôi. Tiếp theo đây là một câu giải thích và ổng ghép luôn ví dụ. Em muốn giải thích riêng cũng được, em có thể nói là tôi thích vì đọc vì nó giúp tôi thư giãn và mở mang kiến thức. Rồi mới ví dụ là thích đọc cái gì ha. Thì tùy các em. Ở đây thì như nãy thầy nói là các em chỉ cần hai hoặc bốn ý thì được. Thì đây thầy bám sát giám khảo trước nha. Là ông sẽ nói ông đọc rất cái này ông ví dụ luôn là ông thích đọc cái gì. Đối với các em có thể giữ lại cái cụm từ này rất là hay là sort of things, mọi thể loại. Tại vì nó like reading many books gì đó thì nó thuần vị quá. Cũng được không sao, bình thường mà. Thì trong quá trình đó mình sẽ học những cái cụm từ rất là hay ha. Ta sẽ giữ lại cái này on short of things. Rồi mở ví dụ ra including hoặc là suggest for example gì đó ha. Và đây là những từ vựng chuyên của chủ đề đọc. Ví dụ thường chắc chắn là từ vựng chuyên rồi tại vì nó làm rõ cái chủ đề. Ha, các em đổi mấy cái này tùy ý các em. Bên đây thì thầy có cho thêm cái từ vựng hồi nãy. Rồi nghe các em. Rồi. Thầy dặn ha, nhớ lên tắt micro liền nha, tại vì nó thu qua mắt. Hôm bữa thầy mới lên nghe có ai thầy đang dạy có nó hỏi ăn cơm chưa mà lên mà mở máy tính vậy. Biết bạn nào. Bị mẹ la nó con mở học mẹ ơi. Vui chứ. Nó mà bật camera nó vui, thấy nó ăn cơm ngồi cười. Thời buổi online bắt đầu phổ biến quay trở lại. Zoom ha, bữa giờ sinh viên đang sợ dùng Zoom. Tại vì thầy Sky Sky đường truyền nó tốt lắm. Ừ. Nhưng mà nó hơi bị khó chỗ cái tài khoản nhưng mà thật ra chỉnh chỉnh xíu là được. Sky vẫn là huyền thoại nha. Còn Zoom thì để ra coi xem sao. Chưa xài đâu, chưa bao giờ. Với lại thường đâu có học online nhiều đâu. Ý là ủa vẫn học online nhiều nhưng mà thường là tài liệu lưu sẵn hết rồi. Cho nên không nhất thiết là phải online nhiều. Này ăn thua ở nhà em rảnh em tự sắp xếp học. Cách học mình là linh hoạt được nha. Rồi, thì cái này em sẽ đưa ra bất kỳ loại tài liệu nào em thích ha. Rồi em có thể thêm ví dụ, em thêm lý do ở đây. Điều được ha các. Em muốn nói lý do trước hoặc là lý do sau cũng được. Hoặc là em lấy một cái nào đó em ra làm ví dụ. Em nói lý do của nó cũng được. Ví dụ như là newspaper là để tôi tìm hiểu, nắm được thông tin về cuộc sống xung quanh. Đơn giản thôi. Magazines cũng được. Online article thì sẽ là cập nhật thông tin kịp thời. Thì được ha các. Rồi, thì ở đây thầy có cho sẵn từ vựng hồi nãy thầy bỏ vô Sky á. Còn chút cái phần từ vựng này nó trang máy của cái link sách hồi chút thầy nói lại ha, chút thầy gửi lại. Rồi, thầy để sẵn ha, có gì tự đưa vô. Tiếp nè. Rồi, vậy là xong được câu 1 rồi chứ. Thầy sẽ ví dụ câu 1 sau đó mình qua câu 3 nhé, câu 2 nhé. Right, so do you like reading? À, thì quên nói cái accent mà các em nói là nó giám khảo thì họ không bắt buộc là em đọc accent Mỹ hay Anh nha, em đọc bình thường thôi, miễn đúng phát âm thôi, nghĩa là đừng có đọc sai chữ đó được rồi. Họ không chấm accent nha các. Accent pronunciation nó khác nha. Giống như reading là pronunciation, đừng có đọc reading hay là reading gì đó là pronunciation nha. Đó. Còn reading em đọc là reading hoặc là reading đều được nhé, đúng theo pronunciation của nó. Đó, ví dụ như like không ai đọc là lick ha,
hiểu không? Còn giọng Anh, giọng Mỹ thì nó không được. Thường là sẽ em thấy cái nào dễ em cứ nói để mình một thói quen luôn, thầy cũng thầy dùng Mỹ thôi. Mặc dù giọng Anh vẫn nói được nhưng mà cái mà giúp thầy dễ lưu loát chừng là Mỹ ha. Rồi hồi chút thầy nói về khả năng điểm một chút xíu sao ha, bây giờ thầy cứ đi xong nội dung cho các em. Right, so do you like reading? Yes, I like. Sorry. Yes, I really like reading a lot of whenever I have free time on the weekends on when or after school. I read all the sort of thing, I think so, including newspaper, magazines, online articles and Cosmic. 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 I'm really interested in comics too, because it helped me relax, enjoy the some meaningful story. Hiểu không? Okay. Có nghĩa là nó giúp tôi thư giãn và tận hưởng được một những câu chuyện có ý nghĩa giống như điện Doraemon. Này trong lớp thì nó kêu là các em cứ ví dụ luôn Doraemon cũng được. À, Doraemon, đọc là Doraemon. Người Anh đọc là Dora. Thầy không nhớ cái nó động kiểu sao ta. Thầy cũng đọc là Doraemon. Rồi. Hoặc là bảy viên ngọc rồng mà thời 9X. Rồi ha, thì nói chung tóm lại vấn đề là em sẽ đưa ra câu trả lời trực tiếp về mức độ em thích và sự thường xuyên cũng được. Rồi em sẽ đưa ra ví dụ rồi giải thích cũng được, còn không có thì hay gì là đủ rồi. Là xong ha. Hoặc là em có thể ví dụ rồi đưa ví dụ rồi em sẽ nói luôn thường xuyên đọc như thế nào, giống như là newspaper, online article thì là mỗi ngày ha, để học tiếng Anh hay cái gì đó. Cũng được. Rồi, xong, đơn giản thôi. Thầy khuyên vừa đủ. Theo yêu cầu giám khảo, đừng nói dài. Sẽ bị ngắt đó. Và ngắt thường mình sẽ bị thiếu ý. Không nên ngắt. Phần 1. Cứ làm đúng tiêu chuẩn là dễ điểm cao, chứ đừng có làm dài dòng. Câu 2. Do you usually read for leisure or for work purposes? Well, I have to do a certain amount of reading as part of my job. Tôi thường sẽ phải đọc để đọc như là một phần công việc. Tôi thường xuyên phải đọc như là một phần công việc, dạng giống như cái việc nào em hay phải đọc thông tin, ví dụ như là giáo viên của thầy nào, đúng rồi, cũng được. Rồi nghiên cứu này nọ, giống engineering, engineer ấy. Tìm kiếm thị trường bên business thì thằng nào cũng đọc hết nghe các. Thì nói chung là đọc vì công việc ha. Nói chung cụm từ này rất là hay. Thay vì các em sẽ đọc là I have to read for my job hay là as part of my job gì đó cũng được, thì cụm từ người Anh họ xài rất là nhiều, người Mỹ cũng vậy. Do reading. Ai đọc nhiều thì sẽ là do a lot of reading. Có nha, có cụm này nha. Còn đây a certain amount có nghĩa là một phần, không không có nhiều lắm nhưng mà một khoảng. Rồi, thầy khuyên nên học cụm này. Đó, văn phòng của giám khảo cũng là bản xứ luôn nè. Thầy mà nói I have to read đúng không? Rất là hay. Thầy sẽ giữ lại cái này. Thầy sẽ đổi cái chỗ này thôi. Rồi, nói chung là lý do đầu tiên là công việc. Em gạch dưới cái này thì em sẽ đưa bất kỳ lý do này em muốn ha. Họ nói là leisure or the work, đúng không? Không nhất thiết là phải xài cái này, em có thể lý do khác. Thường đa số là chủ yếu làm việc, nghỉ, vui chơi hoặc là học hành. Thì dù sinh viên có học hành ha. Rồi thầy nói tiếp nè. But I probably read more for enjoyment, nhưng mà thực tế thì tôi đọc nhiều là chủ yếu để giải trí hay đọc truyện này nọ đó. I pick up a newspaper most days. Tôi thường xuyên đọc mỗi ngày luôn. I usually have the book on to go, là đọc mà lúc mà đi đi đây đi đó, là dạng giống như là lên xe lửa hay xe buýt em đọc sách ha. Bây giờ toàn thấy lướt Facebook không. Toàn thấy lướt. Cái đọc mà online article vẫn được tính là đọc nha, cái reading miễn là đọc thôi. Đọc báo này nọ, nói chung ha, đọc truyện này nọ. Mặc dù lướt Facebook nhưng mà nhiều khi em cũng đọc thông tin, cũng được tính là đọc nha các em. Cái gì mà đưa mắt vô đọc đọc là đọc hết nha. Chỉ có khác coi phim thôi. Rồi, thầy quay lại. Thì ở đây giám khảo có gợi cho mình. Nói chung thì là ý đầu tiên em sẽ đưa ra ý chính của em là mục đích đọc để làm gì. À, đây là một câu nghi vấn, nhưng mà nghi vấn loại này em cứ nhớ, em chắc các em biết đúng không?
là nó sẽ đưa ra hai đáp án khả năng, cái này or cái kia. Thì cái này không có yes no nha. Đúng rồi, yes no trả lời cái nào. Thì cái loại này em chỉ đơn giản là em trả lời thẳng thôi nha, hoặc là một cái khác. Cái này thật ra nó cũng na ná với lại câu hỏi là what purpose do you read, ví dụ như vậy là em đọc vì mục đích gì. Đó, cũng vậy thôi. Đó, thành ra mấy câu hỏi thường na ná nhau gì đó. Rồi, cái quan trọng là câu trả lời mình thôi. Thì đây có gợi ý của giám khảo. Được thì các em giữ tới đây luôn, học được cách sử dụng này ha. I have to, hay là I do, usually do, vẫn được, tùy các em. An amount of reading, ví dụ như là bạn nào đọc nhiều sẽ là a lot of. A certain là khá ha. Rồi, tùy các em, muốn nói cái nào cũng được. Mục đích là gì? Tuy nhiên tôi lại đọc nhiều về cho việc gì? Thì nói chung ở đây nó chỉ gợi ý là hai cái mục đích để đọc. Bạn nào có một mục đích thì chỉ cần nói một câu thôi. Ok ha. Còn nếu hai mục đích thì có thể bắt chước đây. Không cần nhất thiết là but nha. And cũng được. And I probably read for vẫn được ha. Còn cái but bây giờ do nó ảnh hưởng từ ký á, là cái này đọc thì ít nhưng mà ở đây đọc thì nhiều. Ha. Nhớ tắt micro. Này bạn nào lên chưa tắt? Lên tắt liền luôn nha, tại lúc mà thầy giảng á. Tất cả những cái buổi học của mình đều có thu lên YouTube hết á. Không chỉ ở đây mình thấy đâu mà bạn các lớp khác cũng thấy nha. Ý là nghe, chủ yếu nghe thôi chứ không thấy. Sky nó có tư chế độ lúc mà gọi là tự động tắt đó em. Cho nên chú ý cho thầy nhé. Nó không để thầy tắt rồi. Này nó có chế độ điện thoại cũng được. Nó có chế độ tắt là trong quá trình em gọi á. Thường là dù em vô sau là em bấm là nó tự nó vô à. Thầy bấm tắt liền cho thầy. Có nghĩa là vừa bấm gọi nó hiện cái nút này là em tắt luôn. À, chứ đừng có đợi lâu quá mất công lắm. Rồi, tiếp này các em. Rồi, vậy thì ở đây ông chỉ hai cái lý do, đó là job and enjoyment. Education, studying gì đó cũng được, tùy các em. Rồi, ở đây thì là ví dụ đọc cái gì? Giám khảo có gợi cho mình rất hai cái từ rất là hay, đó là pick up. Pick up này là lấy hoặc là đón. Đây cũng là pick up newspaper, có nghĩa là lấy cái báo, nghĩa là đọc báo luôn. Thường cái giống như là tới lúc đọc thì em lấy cái đó em đọc. Em có thể áp dụng cho sách luôn cũng được. Ví dụ như là tới thư viện, I pick up some books hay là some gì đó. Thì nói đơn giản là nó kêu là some books hoặc là article gì đó. Tại thư viện, at the library hay là at school library cũng được. Em có thể nói thêm địa điểm ha. Rồi, khi nào? Ok ha. I pick up some books and articles in the library school most day. Hoặc là in the library most day, every day at school. Vẫn được ha. I usually have the book on. Have the book cũng là một cách là read the book nha các em. Rất là hay. Lỗi cái này. Cũng nói về khi nào và ở đâu. On the go là dạng đi ha. Tại vì văn hóa của nước phương Tây thì nó hay đọc sách nhiều. Mọi nơi mọi lúc ha. Còn mình không, bây giờ nếu mà em coi Facebook vẫn được tính là đọc, dục cũng là đọc mà. Nó hỏi là đọc mà, đâu phải nhất thiết đọc sách đâu. Chừng nào bài nào nó đọc sách thì khác nha các. Rồi, ok, xong. Thầy ví dụ bắt đầu qua câu 3 ha. Do you usually read for leisure or the work purposes? Well, I usually have to do a lot of reading as part of my job of teaching. But I probably read more for enjoyment. I pick up some books and articles in the library every day at school, and I usually have some comics whenever on the bus. Nói chung là đi xe buýt là đọc ha, mặc dù không có đi. Dễ yeah, thôi. Hoặc là đọc lúc mà ở cà phê cũng được. I usually have some good books at cafeteria on the weekend. Rồi, mặc dù không có cũng nói đại có đó. Rồi, vậy là xong rồi ha. Bạn nào chưa hiểu khúc nào có gì hỏi thầy nha. Cái inbox ở đây là nó sẽ hiện ra. Rồi, câu 3. What was your favorite book or story when you were a child? Khi bạn là con nít thì bạn có sách gì?
Em thấy nè, mốt thành kinh nghiệm luôn. Đa số bài nào cũng vậy, thường nha, thường là những bài nào nó cũng hay hỏi hiện tại, quá khứ và tương lai lắm. Giống như là trò chơi, cũng như games hay là sport cũng vậy, hiện tại chơi cái gì, hồi nhỏ chơi cái gì, tương lai bạn nghĩ là sẽ chơi được không, rồi hỏi mình không đúng không, và còn hỏi diện rộng là ừ chơi game có tốt cho sức khỏe cho mọi người hay không. Đó, đọc sách cũng như vậy, mọi người hoặc là nó hỏi, nói chung nó sẽ hỏi đối tượng khác ha. Này chút xuống dưới đây có này kìa, đó children này. Đó, cho nên em cứ chuẩn bị luôn tâm lý cho mình là các câu hỏi vừa bản thân người, vừa người ngoài có thể là bạn bè, cộng đồng, con nít, thời gian, quá khứ, tương lai và hiện tại. Cho nên nó hỏi về thì nào thì các em tập trung thì đó nha. Chứ cho nên cái vấn đề ý chính rất là quan trọng nãy giờ, do nó là hiện tại thành ra không sao. Mấy cái này chú ý cho thầy nghe, nó hỏi rất rõ là quá khứ. Có nhiều bạn đã nói nó đang giải thích quá khứ đi. Ừ, hồi đó thì tôi rất đọc sách này, nhưng hiện tại tôi đọc rốt cuộc nó giải thích hiện tại không? Đó là lạc đề đó kìa. Có nha. Mặc dù cái ý nói là một, ừ, hiện tại nó cũng na ná vậy thôi, nhưng mà thật ra là vô tình lạc đề mà các em không biết. Vì vậy thầy mới khuyên là nói ngắn thôi mà vừa đủ, nói thêm nữa nó trừ điểm phí lắm. Ừ, lạc đề không có biết được mà. Nhưng mà thực tế không cần nói nhiều, tại vì thời gian không đủ đâu. Vậy là đủ rồi, họ đã nói rất là rõ rồi. Keep your parkour answers short and simple, rất là rõ nha. Rồi. The first book that I remember enjoying was The Hobbit. The Hobbit. Cái này sách gì thì không nhớ, sách này giống như là chuyện gì đó. Ừ. Này của người ta thôi, ở này mình đổi lại thôi chắc chắn rồi. Nhưng mà coi tiếp nè. It only took me a few days to read because I like it so much that I couldn't put it down. Câu này người Anh xài ra put cái gì đó down có nghĩa là couldn't put the book, bên listening thì để là couldn't put the book down, có nghĩa là không thể bỏ sách xuống. Cũng hàm ý đó chính là nghiện, thích, rất là thích ha. Chắc chắn thầy sẽ giữ lại chữ này, rất là hay, tại vì chữ này mới listening gặp rồi, reading cũng có luôn mà listening nhiều, tại listening nó là giao tiếp, giống như giao tiếp vậy đó, người Anh xài cái này nhiều lắm rồi. Nhưng mà thôi chắc chắn mình phải chỉnh lại ý của mình nè. Thì cái đầu tiên chỗ này thầy sẽ giữ lại làm cách nói của bản xứ và họ thầy sẽ xài. Đó là sách mà tôi nhớ tôi rất thích, thường là quá khứ thì thường nó gợi lại cho mình. Thay vì em nói I used to, đúng không? I used to read, là tôi thường đọc cái gì đó cũng được, đâu sao? À, tôi từng đọc, hay là in the past, là 2 years ago, I usually read cái gì đó cũng được. Thì đó là nghĩ giống nghĩa tiếng Việt. Nhưng ở đây là những cái cụm từ thường, cụm từ văn phong của bản xứ thường thầy sẽ học luôn. Để thầy thành cái thói quen của thầy xài cho nó. Nó thực ra nó đồng nghĩa tiếng Việt đó. Nhưng mà văn phong chỉ có học theo người ta để mình áp dụng ha. Nhưng mà thầy sẽ chỉnh lại. Ở đây thì ổng để cái tên sách luôn, cái này không nhất thiết nha. Em bạn nào muốn, ừ, nếu muốn nói luôn càng được. Doraemon, The Seven Dragon Balls gì đó ha. À, bảy viên ngọc rồng á. Nhưng mà không nhất thiết cái tên nha, em sẽ đưa loại sách mà mình thích. Đây nè. Ở đây thì ổng kêu là the first book đúng không? Em có thể nói là số nhiều luôn. Dù bạn nào nói cụ thể số lượng cũng được, ví dụ như hai loại sách tôi thích, thầy ví dụ như là thầy thích hai cái là truyện tranh và magazine, tạp chí, ở đây là tạp chí tuổi trẻ cười đó, hồi nhỏ hay đọc cái đó. Ừ. Thế hệ 9x là biết cái đó, 10x thì bạn biết mà không, giờ mốt mà 10x mà cái hệ mà 2005 trở đi thì chắc không biết luôn rồi. Năm nay hôm nay đại học 2002 mới thi 2K2. Rộn quá ha. Thời của thầy internet thì chưa phổ biến là thi đại học không đứa nào biết, vậy biết với nhau thôi, nhắn tin nhau thôi. Hoặc là ra quán cà phê, ra quán Trân Châu ngồi nói chuyện. Còn giờ là lên mạng là đủ ha, cập nhật liền luôn ha. Văn gì đó như năm ngoái người lấy đò. Hồi không ta, năm nay biết cái gì. Công nhận sao mấy đứa khoái văn quá ta, bàn luận văn nhiều quá ha. Chắc văn khó học, học lật tủ làm sao.
bàn luận quá trời. Còn môn tiếng Anh, môn gì à, môn tiếng Anh gì chưa thi, thi chưa ta, thầy không nhớ nữa. À thi rồi đúng rồi. À, toán tiếng Anh hay là gì đó thì ít ít bàn ha, môn văn thấy tụi nó bàn xôn xao quá trời. Năm nào cũng vậy. Rồi. Thì ở đây thí dụ như thầy nói thầy thích hai loại sách là comics và article đúng không? The two kinds of books. Các em biết nói ha. Hoặc là two kinds cũng được, khó cần đờ cũng được. Còn có đờ là do nó có mệnh đề quan hệ nè. Chú đi cho dễ ha. The two kinds of kinds hoặc là type vẫn được ha. Of books. That I remember, always listening, always enjoying. Rất là hay ha. Always. Were. Rồi, nhớ, chú ý mấy quá khứ nha. Rồi, nói ra thôi. Nói chung sẽ trả lời trực tiếp là sách thích là gì? Comist. À, Goldsmith. Article. Khó còn nói tên cũng được nha các em. Rồi tiếp theo ở đây thì mình chỉ cần nói lý do tại sao thích thôi. Ở đây thì giám khảo có để chữ because, bởi vì tôi thích nó rất nhiều, tôi không bỏ. Cái này ý của ông hơi chung chung. Thầy có gợi ý nè. À thầy quên nói, cái cụm từ này được thì em giữ luôn cái gợi ý này để mình làm ha. Nghĩa là thường một khi đã thích cái gì đó thường sẽ dành thời gian rất là nhiều. Cũng là một cách nói là dành thời gian ở mức độ nào, có thể vài ngày, vài tuần hoặc thậm chí là vài tháng để đọc cái bộ sách đó. Cuốn sách hoặc là bộ sách cũng được. Nếu mà bộ sách thì a collection, đọc vô thôi. Nó làm giúp mình kéo ý dài nhưng mà vẫn liên quan vấn đề ha. Tôi thích đọc hàng giống như là Doraemon là đọc hầu như là mấy tháng, cả năm luôn. Ừ. Few years and few months tùy các em ha, nào cũng được. Rồi sau đó mới đưa lý do, thì cái lý do này thì thầy sẽ không sai. Thầy sẽ đưa một lý do khác. Ví dụ như comics thì đơn giản là tôi thích nó bởi vì nó giúp tôi thư giãn ha. Đơn giản thôi, phần 1 không dài dòng. Because it's helped me. Helped me relax after school. Relax after school. Give. Help me relax after school and give some meaningful story. Doraemon có nhiều câu chuyện hay mà. Đó, meaningful story. Rồi, thì nói chung đơn giản là à đúng rồi, lộn. Rồi, thì nói chung đơn giản là em sẽ đưa ra lý do thôi, không có gì hết. Cái này các em tự làm được nha. Rồi, thầy sẽ ví dụ rồi, bắt đầu thầy qua câu 4. Hôm nay lý thuyết để mình nắm trước nha. What were the, your favorite book story when you were a child? The two kinds of books that I remember and really enjoy it were Comist article. These troubles took me about, I think, several months or even years to read all of them because it helped me relax after school every day and give some meaningful story in the Comist. Meaningful story là đúng rồi. Rồi, xong rồi hai cái. Thì bạn nào có thể đưa ra bất kỳ ý tưởng nào cũng được. Đơn giản là tại sao thích thôi. Một hay xong. Câu cuối cùng. Do you think it's important for Dutch children to read regularly? Câu 3 give. À, gave. Thầy ghi sai chính tả. Sorry. Gave me, ha. Huh? Gave. Mà học sinh cũng hay chữa lỗi nho nhỏ, nhỏ giống như viết lộn này nọ. Rồi ok, chuyện huyền thoại luôn à. Ok, nhiều khi ý nguyên bài không biết, nhiều khi có khi ý làm sai mà mấy đứa không phát hiện ra. Quên thì viết lộn.
tự dấu viên chỉnh lại, còn mấy chữ nhỏ nhỏ khi quên rồi. Xong liền ha. Rồi tiếp theo hai cái câu 3. Lý thuyết thường thì sẽ đi làm nhanh nhé, để cho các em nắm cho nó nhanh. Do you think it's important that children read regularly? Definitely, chắc chắn rồi. Bạn nghĩ là có quan trọng là đứa trẻ nên tập đọc thường xuyên hay không? Nên đọc thường xuyên hay không? Này lịch sử luôn rồi đó. Này hồi nhỏ giờ ai cũng khuyên nó đọc sách luôn rồi nè. Cứ giả bộ là ok, chắc chắn rồi. Chứ em mà đi ngược lại em phải chứng minh nha. Nãy giờ mình đi theo đa số là khẳng định trước nha các em. Sẽ có cái hướng chứng minh ngược lại ở cái phần bài mà practice, cái bài mà giống như writing thầy cho bài practice rồi đó. Thì lúc đó thầy sẽ có thời gian gửi cho các em làm cái phần chứng minh ngược lại. Còn bây giờ lý thuyết mình sẽ đi theo cái hướng dễ nói trước nha. Nói chung vô thi cũng vậy, trong thời gian tích tắc có mấy giây à, thầy khuyên là cứ hướng hướng nào dễ nói được. Ổng không quan tâm là có đó có thiệt hay không. Nhớ nha. Quan trọng là em có lập luận xác minh được câu hỏi của ông hỏi hay không. Các em lên YouTube á, coi những cái mẫu mà reading speaking mà 7,5, 8 với 9 á. Coi cái cách họ nói gọn lắm. Nhất là 9 điểm họ nói gọn. Xác thực vấn đề, chứng minh rõ vấn đề, từ vựng liên quan hết. Rồi, thầy nói cho xong đi, thầy nói cái phần chấm điểm. Chắc chắn rồi, yes, definitely, hoặc là em muốn nói lại cũng được. Yeah, I think it's really important or necessary cũng được. Children should read every day. Rồi mới nói lý do nè. I think reading is possibly the most important skill that you learn. Tôi nghĩ là reading chắc có thể chắc chắn là một cái skill quan trọng nhất mà cần phải học. The ability to read opens the door to honest bad education. Ở đây thì ông đưa hai câu giải thích nói tiếp ha. Đó là reading là kỹ năng quan trọng nhất lúc mà học, bởi vì kỹ năng đọc tốt sẽ mở ra cơ hội, mở ra cánh cửa, đây là nghĩa bóng nha, cho tất cả các khía cạnh của giáo dục. Đơn giản là học giỏi thôi, mở ra các khía cạnh của giáo dục, học giỏi thôi. Rồi, nhưng mà thầy sẽ chỉnh lại chút xíu theo ý của thầy. Đầu tiên chắc chắn là thầy vẫn nói là chắc chắn là phải nên đọc thường xuyên. Definitely. Completely vẫn được. Is commonly yes. Gì đó, cũng được. Rồi, lý do trực tiếp ha. À, cái này thầy giữ lại của giám khảo nha. Đúng rồi, cái ý này rất là hay. I think reading is the most important skill. Kỹ năng đọc là kỹ năng quan trọng nhất mà. Con nít nào mà chả đọc. Từ cái tuổi mà tiểu học ở cái tuổi mà mẫu giáo lớp lá để cho nó đọc rồi. Đọc để nó học. Tập đọc mà. Rồi, cái này thì thầy sẽ giữ lại ý của giám khảo. Rất là phổ thông. Còn bạn nào có ý khác cứ thử ha. Và thầy sẽ thêm chỗ này là từ mà chúng nên học từ tuổi nhỏ, từ tuổi rất là nhỏ, hoặc là từ cái tuổi mà thậm chí là ở cái tuổi tiểu học. Một cái cho nó dễ thôi, thầy sẽ thêm chỗ đó chút xíu. Children learn from the very young age, from the age. Their age from there. Đợi đợi xíu nha. Dự má xíu nha các. Thôi đơn giản thôi. Dài quá các em khó nhớ lắm. Grandchildren learn at primary school là đủ rồi. Hoặc là kindergarten school gì đó cũng là tuổi mẫu giáo. Primary school. Rồi đơn giản ha. Rồi cái này cũng vậy thầy sẽ chỉnh lại luôn. Nhưng mà đầu tiên thầy sẽ giữ cái cụm từ này của giám khảo luôn nha. The ability to read. Hoặc là the good ability to read. Opens the door to, mở ra cơ hội đó các em.
Thay mà nói là giúp chúng nữa đúng không? Giúp chúng nhiều quá tiếng Việt rồi. Mấu cái này thầy xài được văn viết luôn nghe. Open the door to cái gì đó ha. Hoặc là more room for, make them with more room for. Mở ra cơ hội nhiều room á. Room mấy cái lần mình hay xài đó. Cơ hội coi chừng bấm chụp cái màn hình nghe kìa. Rồi, open the door to. Rồi cái này thì thầy sẽ chỉnh lại, bạn nào muốn giữ giữ ha. Đó là thầy sẽ nói là mở rộng ra, giúp chúng mở ra những kiến thức. Open the door. Cái này không có số nhiều số ít nha. The door đây không phải là cái cửa của mình đâu. Ở đây thầy sẽ nói là mở rộng ra sẽ giúp cho chúng mở cánh cửa ra kiến thức về xã hội lẫn đời sống. À, kiến thức về đời sống, kiến thức về xã hội lẫn giáo dục, đúng rồi. Open the door to wider social academic knowledge. Rồi, em muốn lấy ý nào cũng được, của thầy hay là của giám khảo cũng được. Ổng thì nói là aspect of education, có nghĩa là các khía cạnh của giáo dục là các môn học luôn á. Ừ, đọc sẽ giúp cho chúng học giỏi các môn luôn á. On aspects of education. They sell out to wider social economic knowledge. Rồi, ok ha. Xong rồi đó. Câu 4 đã xong rồi đó. Bây giờ thầy đọc lại nè. Right, do you think it's important that children learn read regularly? Yes, definitely. Definitely. I think reading is possibly the most important skill that children should learn at primary school. The good ability to read any books opens the door to wider social and academic knowledge on the spirit of education as well. Rồi. Xong rồi ha. Bây giờ thầy đọc lại lần nữa ba câu. Rồi thầy nói về yếu tố chấm điểm và xong là các em cứ nghĩ. Bắt đầu ôn lại lý thuyết. À, ôn lại lý thuyết rồi. Thứ tư sẽ thực hành ha. À thôi để chúng thầy nói luôn. Quên quá. Tạm này ít quá. Bốn câu. Trước mắt là bốn câu lý thuyết. Do you like reading book? Reading? Yes, I like reading a lot whenever I have free time. I read on sort of things, including novels, sorry, including newspaper, magazine, online track, online articles, and comics. Rồi, đơn giản thôi, đủ. Do you usually read for leisure or for work purposes? Well, I have to do a certain amount of reading as part of my job of teaching. And I probably read, I think, read more for my enjoyment as well. I pick up the newspaper articles most days at school, and I usually have some books at the library. What was your favorite book or story when you were a child? The two kinds of books that I remember really enjoying were Cosmic and magazines. Hồi đó đâu có mạng internet đâu. À, ít chứ không phải có. They took me about several months or years to read all of them. I like it because it helped me relax. It gave me meaningful story in the comics. Xong. Còn cái tôi trẻ cười thầy coi thầy không nhớ tại sao thầy coi. Nội dung trở lên nội dung hài hước thì nó có vẻ không thuyết phục lắm ha. Thầy lấy comic thì thầy nói thôi. Right. Do you think it's important that children read regularly? Yes, definitely. I think reading is probably the most important skill, one of the most important skills that children should learn at a very young age, especially kindergarten's level, kindergarten school. The good ability to read many books opens the door to wider social and economic knowledge. Nhớ trong quá trình nói này các em kiềm chế bản thân lại nghe, nói ngắn thôi. Nói lâu lâu nhiều khi thầy hơi hớ, thầy nói dài là các bạn hớ cái câu đó. Mặc dù không có gì nhưng mà không nên ha.
cứ đảm bảo cho thầy là hai ba ý và bám sát những cái ý chính cho thầy. Nãy giờ cũng xoay quanh là trả lời ý chính và ví dụ hoặc là giải thích. Rồi thầy nói yếu tố chấm điểm nè, bây giờ thầy nói ha. Yếu tố chấm điểm điều tiên quyết chắc chắn 60 đến 70% đó là ý tưởng và phát âm. Bên cái bài writing của mình là ý tưởng và kết nối ý tưởng ha. Ở đây ý tưởng và phát âm. Kết nối ý tưởng thì chắc chắn nó đi theo rồi. Nghĩa là ý tưởng em sẽ đi sát vấn đề, ông hỏi cái gì thì cứ trả lời trực tiếp cái đó, đừng có trả lời dài dòng. À. Rồi những câu giải thích dẫn liên quan cho thầy ha, bao gồm là câu giải thích hoặc là câu ví dụ hoặc là cả hai. Ở phần 1, cả cái phần này phần 1, 2, 3 cái nào cũng vậy luôn nha các em. Rồi, thì đây sẽ là nền tảng cho cái phần 3, 4, 3 với 2. Và tiếp theo sau đó là phát âm thì chắc chắn rồi. Phát âm ở đây thì thầy nói một lần nữa là các em sẽ nghiêng về pronunciation chứ không cần phải accent nha. Nhưng mà thường là khi em đọc tốt về cái pronunciation nó sẽ ảnh hưởng tới accent luôn. Tại vì em thường em học cái âm là em sẽ đi theo, em học pronunciation là em sẽ đi theo cái âm gì đúng không? Thầy cứ kêu là âm là em biết thôi, đa số là Mỹ. Thầy vẫn đọc được cái giọng Anh nhưng mà ít xài hơn. Được giọng Anh để thầy tập nghe listening thôi, chứ không gì hết, nói cũng được. Nhưng mà sẽ nói chậm hơn cái phần American. Quen rồi, từ nhỏ tập Anh người chứ coi thấy nó hay nhưng mà thực ra khó nói lắm, chứ không dễ đâu. Nói phải nói cho đúng, thành ra thầy vẫn còn đang phải tập tới tập lui chứ thi nói giọng nào chứ được. Rồi. Gì nữa ta? Vậy thì phát âm à, cái phát âm pronunciation đúng là được nha các em. Và cái nữa là các em không được nói quá nhanh và nuốt chữ, hai cái đó là cái điều chắc chắn ảnh hưởng rồi. Đợi xíu, thầy kiểm soát lại xíu. Rồi, nói quá nhanh. Bởi vì nói nhanh thì giám khảo sẽ không nắm kịp cái ý của em là bị thiếu ý. Mà theo tiêu chuẩn của academic của dạng formal á, anh văn học thuật á, thì không có nói nhanh nghe, nói vừa phải. Nghĩa là em sẽ có chỗ chấm phẩy, những cái chỗ chấm, nghĩa là mỗi cái ý được nhắc ra đó. Nó vừa đó ha, và dấu phẩy cũng vậy. Vừa, giống như nãy thầy đọc còn hơi chậm, để cho các em nghe cho kỹ. À, nhưng mà nói chung là những cái này em ngắt chút xíu. Giám khảo cho phép các em trong hệ thống bài thi cho phép các em được ngưng một chút trong quá trình trả lời để suy nghĩ ý. Cái này nó sẽ khác so với cái vấn đề mà em bị ngập ngừng. Nó khác như nè. Ở trong cái tiêu chuẩn Ben 9 cũng như vậy, là em tới đó, thí dụ như em đưa ra một câu giải thích mà em chưa có ý liền, em được quyền ngồi suy nghĩ một chút. Đừng có lâu quá thôi. Nghĩ một chút để em hình dung lại ký, rồi sau khi em nghĩ xong á, em nghĩ kỹ xong á, bắt đầu em nói là em nói thành một câu luôn. Hiểu ý cho thầy, ai cũng vậy, thuyết trình nói chuyện nào cũng vậy, không suy nghĩ xong anh biết nói cái gì. Rồi, có nghĩa là nó sẽ khác so với cái vấn đề là em phát âm không đúng, em không lưu loát, là em phát âm cái chữ đó nó sai, hay là em không nhớ được từ vựng hay là ngữ pháp câu. Đặc biệt là từ vựng á, thì lúc ấy là nó nghiêng về kiến thức thì đúng rồi, nó sẽ bị trừ điểm. Nhưng mà cái trường hợp đó thì nó sẽ là em nói có suy nghĩ nhưng em vẫn nói bị ngập ngừng. Ok ha. Vì vậy thầy mới kêu là lưu loát ở đây có nghĩa là nói vừa phải được suy nghĩ. Cho nên mình tận dụng cái cơ hội này, em nghĩ kỹ cái ý rồi em nói được quyền nha, đừng có chậm quá thôi nha. Thì như vậy em đỡ bị ngập ngừng trong quá trình nói quá nhanh, thành ra ngập ngừng thì lúc ấy thì nó lại đánh giá không đúng, thì khi nó tưởng em là không chắc hay cái gì đó. Rồi em lên phong văn phong của speaking 9.0 em sẽ hiểu vấn đề này. Đó là về lưu loát, phương âm và lưu loát là nói chung luôn nhé. Cái tiếp theo là từ vựng, cũng quay về cái kiểu giống như của writing bữa thầy làm, là từ vựng sẽ thường tập trung vô ý chính nha, đặc biệt là ví dụ để em làm rõ vấn đề. Mà thường là văn cái nội dung của bên speaking thì thường nó sẽ dễ, nó không có khó chịu giống như phần writing, thành ra là em nói đơn giản thôi, xoáy sâu vô những ý chính, những cái từ vựng về ý chính, thường là chủ yếu là về ví dụ là nhiều. Rồi. Nhưng mà chắc chắn là em đừng có nói lặt đề nha. Nói lặt đề thì từ vựng không có tác dụng gì hết. Và phát âm cũng không có tác dụng luôn. Tại lặt đề mà. Hiểu ha? Giờ còn gì nữa ta? Còn ngữ pháp thực tế trong speaking không quá nặng về ngữ pháp. Không quá nặng. Ý là không quá nặng về ngữ pháp. Nhưng mà đừng có để sai nhiều quá nha. Vậy nè. Nghĩa là em vẫn nói bình thường, lỡ cái chỗ nào em thiếu hay là
Em sót không sao. Em cứ đọc tiếp tục bình thường. Không nhất thiết là em phải đọc quá nhanh. À, không 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 cần bắt buộc em phải đọc lại. Em cứ đọc bình thường. Ha, em cứ đọc bình thường rồi em lỡ quên kệ, em cứ nói lướt qua luôn, em đi cái ý tiếp theo cho nó đầy đủ, không sao cả. Giám khảo biết và giám khảo vẫn cho qua. Nghĩa là ông cho phép em dẫn sai, bình thường đâu có sao, nhưng mà đừng có sai nhiều quá thôi. Vì vậy trong quá trình, vì vậy tại sao thầy mới cho em luyện tác, em luyện tập là nhiều, để vừa cải thiện đủ luôn, sẽ đi chung cả ý tưởng, em nắm luôn ý tưởng cho nó tốt, sẽ đi chung với phát âm, tại vì em ý tưởng đó em phải mở miệng ra em nói, sẽ đi chung với tập phát âm, thì từ đó nó sẽ ảnh hưởng theo cái ngữ pháp câu và từ vựng. Thành ra là khi em rành là em rành luôn á, ý là như vậy. Cho nên là cứ bình thường thoải mái ha, và nói kỹ từ từ cho thầy. Còn cái bước thì thứ tư này là sẽ có phần thực hành. Thầy sẽ gửi câu hỏi trước, và một cái chắc chắn rằng thường thầy sẽ dựa theo những cái lý thuyết đã học để áp dụng vào câu thực hành. Giống như writing cũng vậy, và thậm chí phần này dễ hơn. Là cái ý hầu như câu hỏi của writing, speaking á, thường nó dễ bị trùng lắm. Thường trùng nhiều, nghĩa là tại cho chung chủ đề mà. Thì thường nó hay bị trùng tới trùng lui một phần hoặc là toàn phần. Thì mình sẽ tận dụng đó để mình tập nói từ cái kiến thức cũ để mình xài chứ. Từ 4 câu này nhiều khi nói được cả chục câu đó. Bình thường ha. Rồi mỗi chủ đề bao nhiêu câu nữa, rồi áp dụng nhiều, thành ra là mốt cái mấy chục câu luôn. Chưa tính phần 3 đó, chưa tính phần 3 nữa. Cho nên cái cách học mình là một cái mình sẽ áp dụng nhiều cái, vì vậy cách học tốt nhất của phần speaking luôn luôn là nội dung học xong, hay là cái phần thực hành cũng là nội dung đã học xong. Về tập nói lại liền cho thầy. Tập nói từ từ thôi, không cần gấp. Nói tới cái dạng mà em nắm luôn, à đụng tới đây em nói lại liền. Ý là nói liền là mình nhớ nội dung mới nói á, chứ đừng có nói nhanh quá nha. Rồi tới phần thực hành cũng vậy, thực hành bữa đó thầy sẽ cho 6, 7 đến 10 câu để áp dụng từ cái phần này qua. Rồi cũng tập nói bình thường ha. Rồi còn cái phần nữa đó là cái phần tập nói tăng cường và phần nộp bài homework của nói chung là nộp bài của cái phần speaking giống như writing á, nhưng mà nộp này là recording. Thì cái phần nộp bài và phần tăng cường trong cái bản hướng dẫn thầy có, thì cái này thầy sẽ gửi lại lần nữa, bạn nào coi nhớ coi kỹ nha. Hôm bữa mình đã học writing thì hôm nay học speaking thì sẽ coi kỹ hai phần này lại và làm đúng cho thầy ha. Tuần nào cũng có cái lớp tăng cường phần speaking để tập phát âm, tại vì nội dung là thầy đã dạy rồi và em cũng biết có thể tự làm được rồi, còn lại là phát âm thôi. Thì có lớp đó, và có lớp đó để mình tập mỗi ngày. Hiện tại lớp đó bắt đầu trống rồi, trống hơn trước vì những khóa trước đã học xong. Bắt đầu các em vô bình thường. Thử. Trong cái lớp đó là em lấy bài cũ em nói lại thôi. Bài là do em á, em tự em lấy ra nói để chú ý phát âm mà, đâu có sao. Giáo viên sẽ phụ để gọi lại các em ha. Trong bài hướng dẫn có đủ hết, các em cứ làm theo. Còn cái phần nộp bài là cũng để thầy với giáo viên sẽ kiểm lại cái phần đó một lần, kiểm lại tiếp tục cái phần phát âm của các em luôn ha. Nghĩa là mình sẽ đi về thực hành nhiều. Rồi, thì nhiêu đó trước đi. Thứ tư bữa đó học thực hành xong rồi còn gì nữa thầy sẽ phổ biến tiếp. Hôm nay nhiệm vụ chưa có bài tập. Ôm lại đúng này cho thầy, nói sao mà lúc mà đụng vô tự mình nhớ câu hỏi là nói luôn, không đừng có nhìn lại. Hiểu hả các em? Nhớ chấm phẩy đọc từ từ lại. Nhất là những cái từ vựng về ví dụ á, đọc kỹ cho thầy. Giống như những cái chỗ mà thầy yêu cầu các em đổi á, là cái chỗ mang ý chính luôn á. Còn những cái chữ xung quanh thì nên học để lấy cái vốn từ vựng. Đó, mấy cái đổi thường là ý chính, nó là từ vựng chuyên luôn. Rồi còn gì nữa không ta? Ừ, như đó đi, ôm lại kỹ ha. Bắt đầu thứ tư sẽ có thực hành, và như thầy nói, cả trên group Facebook sẽ bắt đầu up cái phần tăng cường, cái phần tăng cường, đúng rồi, cái phần tăng cường. Gì ta, thầy quên nói gì quên từ. Vậy nè. Nghĩa là cái Facebook hiện tại là thầy đang up cái bài tập tăng cường, đúng rồi, bài tập tăng cường, bài tập tăng cường. Của phần writing, rồi bắt đầu từ tuần này thì sẽ up cái phần bài tập tăng cường của phần speaking, cũng là những câu hỏi và gợi ý bằng tiếng Việt, rồi sau đó thầy vẫn đưa bài mẫu, thì lúc đó các em làm thêm cho thầy, em làm và nộp lại bình thường giống như phần writing thôi. Còn hướng dẫn nộp gì đó thì coi là bản hướng dẫn nha.
Còn bạn nào thắc mắc gì nữa cứ hỏi ha, chúc thầy sẽ gửi lại bài hướng dẫn lần nữa. Rồi xong, ok. Nhớ nha. Thứ tư, thầy sẽ gửi câu hỏi để cho các em làm. Thầy sẽ gửi câu hỏi cho các em làm trước. Rồi hôm nay thì chỉ ôn lại đúng bài này thôi. Bởi vì thầy nói nó sẽ ảnh hưởng vào bài khác nha, có lý do hết. Rồi vậy thôi ha các em, xong.